Chào mừng quý khán giả và các bạn đến với kênh tin tức mới của chúng tôi. Chúc các bạn sẽ có những phút giây trải nghiệm thú vị. Đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Như các bạn đã biết, thế giới quanh ta biết bao nhiêu điều kỳ lạ, những câu chuyện ly kỳ thú vị, những bí ẩn chưa lời giải đáp và vô vàn những điều kỳ diệu mà không phải ai cũng biết. Ngay bây giờ, mời các bạn cùng chúng tôi đến với những câu chuyện đầy thú vị trong chuyên mục Chuyện lạ có thật hôm nay. Căn nhà gần 6 tỷ đồng được làm từ 4.000 cây dừa của lão nông 80 tuổi gây ngỡ ngàng người dân miền Tây. Từ cái chén đôi đũa bàn thờ đến những bộ bàn ghế cánh cửa, tất cả đều làm từ 4.000 cây dừa có tuổi đời. Từ 80 đến 100 năm, căn nhà của vợ chồng ông Dương Phan Thưởng 80 tuổi và bà Nguyễn Ngọc Giác ngủ ở xã Hòa Ninh, huyện Đông Hồ, tỉnh Vĩnh Long đã gây không ít ngỡ ngàng cho những người tìm đến tham quan. Toàn cảnh ngôi nhà làm từ cây dừa độc đáo với tổng kinh phí gần 6 tỷ đồng gian nhà khách cũng là nơi vợ chồng ông thưởng tiếp khách giới thiệu nét độc đáo về cây dừa trong căn nhà của mình Mừng lắm, cuối cùng mơ ước của ông cũng thực hiện được rồi. Ngồi trong căn nhà dừa, ông thưởng rưng trưng nước mắt khi nhớ lại chặng đường khó khăn mà gia đình ông đã vượt qua. Ước mơ xây được ngôi nhà Nam Bộ truyền thống đã được vợ chồng ông thưởng ấp ủ từ 10 năm trước sau khi cùng người con gái Úc lên ý tưởng. Vợ chồng ông thưởng đã tiến hành quy hoạch khu đất rộng 4.000m2 để trồng dừa theo hàng, tạo cảnh quan đẹp mắt sau này cho ngôi nhà. Ông Thưởng chia sẻ, cây dừa nó rất gần quỷ mình, có điều ai cũng nghĩ cây dừa chỉ cho trái mình uống thôi, không ai nghĩ đến cây dừa còn có những công dụng khác. Dừa mình có bỏ thứ gì đâu, như căn nhà này, gỗ dừa cũng rất chắc, nhiều người cứ nghĩ đến các loại gỗ quý, không chú ý đến gỗ dừa. Ông muốn làm điều gì đó cho quê hương mình để mọi người biết đến cây dừa nhiều hơn, nâng giá trị của dừa trong mắt mọi người. Ông Thưởng cho biết, ước mơ cuối đời của ông cuối cùng cũng thực hiện được căn nhà toàn bằng dừa đã cơ bản hoàn thành. Để từng bước hoàn thiện ý tưởng, vợ chồng ông Thưởng đã đi tìm những cây dừa lão ở Bến Tre, Vĩnh Long, có độ tuổi từ 80 đến 100 năm để lấy phần gỗ xây nhà. Dù vì tìm nguồn dừa không khó, nhưng mà quá trình vận chuyển đục đẽo để cho ra sản phẩm lại rất gian nan, phải mất 2 năm, căn nhà mới dần dần được hoàn thiện. Ông Thưởng kể lại, vận chuyển khó lắm vì toàn đi ghe đi xuồng, khi về chất dừa rồi thì mời không người nào làm. Họ nản vì gỗ dừa nó cứng lắm, lại có nhiều dầm, đâm tay, người ta bị chảy máu hoài à. Phải đến hơn 30 thợ đến xử lý mới được. Hết cưa cắt đến thợ bào gọt, lấy giấy nhám chà lên, nhiều công đoạn lắm cháu ơi. Ngồi cạnh ông thưởng bà Giác cho biết, đến thời điểm hiện tại căn nhà dừa vẫn còn nhiều hạng mục cần phải hoàn thiện. Dù rất khó khăn vất vả, lại tốn kém nhưng đây là ước mơ của cả gia đình bà nên mỗi thành viên đều cố gắng. Bà Giác cười nói, lúc đầu mình cứ nghĩ đơn giản rồi bắt tay làm. Ai ngờ, càng làm nó còn đẻ ra nhiều thứ nhưng chẳng bao giờ mình sẽ hủy bỏ cuộc cứ thế mà theo thôi gần 6 tỷ nhiều lúc hết tiền cũng phải đi vay tạm ngân hàng để làm vì gia đình mình yêu dừa muốn làm một cái gì đó cho quê hương miền tây để bạn bè khách tham quan tới mà nhớ đến theo vợ chồng ông thưởng điểm nhấn của căn nhà là xây dựng theo kiểu nam bộ truyền thống với ba gian hai trái từ cột kèo vách đến nội thất vật dụng trong nhà đều làm bằng dừa đặc biệt phần rễ dừa đã được chế tác thành bốn tượng phật Lộc, Thọ và Phật Di Lặc. Nếu tính riêng gian nhà chính Phải mất hơn 1.000 cây dừa Còn toàn bộ ngôi nhà ngoài vườn Thì đến 4.000 cây dừa Nhiều người tới tham quan họ ngỡ ngàng lắm Họ không nghĩ cây dừa lại có thể làm ra Ngôi nhà to lớn độc đáo như thế này Bà Giác chia sẻ Hiện nhà dừa được gia đình ông Thưởng mở cửa Cho bà con du khách tham quan Vì yêu mến đơn ca tài tử Nam Bộ Nên trong khuôn viên nhà dừa Một số nghệ sĩ đơn ca tài tử cũng được ông Thưởng mời đến Để phục vụ bà con vì yêu mến loại hình nghệ thuật đơn ca tài tử, nên vợ chồng ông Thưởng cũng đã mời nhiều nghệ sĩ đến biểu diễn. Điều này càng làm tăng thêm nét đẹp văn hóa Nam Bộ trong chính căn nhà dừa của vợ chồng ông. Căn nhà được xây 100% bằng gỗ độc nhất vô nhị ở Hà Tĩnh, trả giá trăm tỷ cũng không bán. Giữa cuộc sống hiện đại với những căn biệt thự, nhà tân thiết kế đơn giản tinh tế thì vẫn còn tồn tại những ngôi nhà mà chỉ cần tình cờ lướt qua thôi cũng khiến cho người ta phải đứng hình ngoái lại nhìn bởi kiến trúc nghệ thuật quá độc đáo, giống như ngôi nhà gỗ đắt đỏ tọa lạc ở mặt đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh dưới đây. Nó khiến không ít người đi đường phải trầm trồ, thậm chí ngỏ lời muốn vào tham quan. Ông Nguyễn Văn Lân, 74 tuổi, là chủ ngôi nhà gỗ cho biết, nơi đây có giá trị lên tới 30 tỷ đồng, tất cả năm tầng và nội thất đều bằng gỗ sao, xanh, có xuất xứ từ Lào. Về ý tưởng xây nhà gỗ, ông Lân cho biết, tôi xây nhà gỗ này, để làm đẹp cho quê hương, để thỉnh thoảng các bạn đến tham quan chứ không phải để phô trương tài sản. Căn nhà có chiều cao 20m, được dựng lên từ 22 cột gỗ sao xanh, có đường kính 80 đến 90 cm. đời đây có thiết kế thông minh, sử dụng ánh sáng từ cửa kính và đặc biệt là nhiều chi tiết có điều khắc họa tiết rất nghệ thuật. Ông Lân chia sẻ ông bắt đầu xây dựng nhà từ tháng 12 năm 2015, toàn bộ gỗ được ông mua gom từ Lào sau nhiều năm, sau đó ông thuê thợ về chạm trổ điêu khắc cho tinh tế nghệ thuật hơn. Giá bậc thang dẫn lên các tầng cũng được chạm trổ tinh tế, đánh bóng loáng, sơn bảo vệ rất thu hút. Ông lần nói ngôi nhà này trị giá rất nhiều, đó là dày công và tâm huyết của cuộc đời tôi. Bây giờ nếu có người mua trăm tỷ tôi cũng không bán. Được biết sau khi đã đủ số lượng gỗ để cất nhà, ông bắt đầu thuê thợ từ các tỉnh như là Huế, Đà Nẵng, Bắc Ninh, Nam Định về dựng, mất 3 năm mới hoàn thành. Không gian trong nhà rất rộng, ông Lân sử dụng cầu thang để liên kết giữa các tầng, các phòng, rối đi hành lang được họa sĩ vẽ tranh cảnh để trang trí làm tăng thêm nét nghệ thuật cổ cho căn nhà. Tại mỗi chiếu nghỉ ở cầu thang, mọi người có thể chiêm ngưỡng những bức tranh sơn dầu về phong cảnh đồng quê, nhờ đó không gian có thêm phần sinh động hơn hẳn. Trên tầng 2, không gian khá thoáng đẳng và được bài trí bằng một bộ rễ cây đinh hương cao tới 3m, rộng 2,8m có tuổi đời hàng trăm năm. Những tấm phản gỗ được bài trí trong nhà đều bằng gỗ đắt tiền chắc chắn đẹp mắt. Phòng khách lớn rộng, bằng gỗ dày được sơn bóng loáng, ghế dài chạm trổ điêu luyện để tiếp khách. Bức tượng Đức Mẹ lớn được đặt tại tầng năm của ngôi nhà. Bức tượng này được khắc từ một loại gỗ quý có giá trị mà không đâu bày bán. Các bức tranh treo từng góc nhà được thợ tay nghề cao chạm trổ điêu khắc rất công phu, đầy tính mỹ thuật. Khi bước vào căn nhà thì ai cũng nói đây là không gian nghệ thuật, chứ không phải nhà để sinh sống nữa giếng trời trong căn nhà 5 tầng nhìn từ dưới lên rất hút mắt đèn lồng thả chùm độc đáo có một không hai phía sau căn nhà gỗ thì ông lân mới xây dựng thêm nhà hai tầng bằng gỗ lim cũng vô cùng công phu đặc sắc gia chủ cho biết ông sẽ dùng 3 tầng dưới vào việc kinh doanh còn hai tầng và gian nhà mới dựng để phục vụ sinh hoạt cho gia đình Xin chân thành cảm ơn quý khán giả đã xem video. Nếu thấy hay thì hãy like và share video và đừng quên nhấn vào nút đăng ký kênh ở góc phải của màn hình để ủng hộ kênh và nhận những tin tức hay và mới nhất được cập nhật mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý khán giả trong những bản tin tiếp theo.